Nhà có thấy video hay cho mình xin một like chia sẻ những cái kênh cả nhà, nhiều động lực làm video mới nghe. Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình có 7 chuyến hột vịt cho cả nhà. Gọn gỗ hột khổ qua nha. Hành đây củ hành tím. Hôm nay mình cũng như thường lệ cả nhà. Mình làm món ăn cho gia đình, mình muốn chia sẻ cho cả nhà để cùng xem cho mình nha. Đó. Nên mình làm trứng chiên khô qua chiên vịt nghe cả nhà, xào vịt nghe. Đây là món ăn cũng được nhiều người Việt Nam mới thích lắm cả nhà. Nó rồi mình sẽ tiến hành làm nghe cả nhà. Trước tiên mình sẽ xắt khô qua trước nghe cả nhà, mình chắc nó nhỏ vậy đi, xào chung với vịt. Cái món này cũng rất yêu thích với nhiều người cả nhà, trời cái này cũng nóng nực cả nhà, là phải qua ăn cho nó mát nha. Số có qua cũng đã sắp xong nha cả nhà. Đó. Mình đem gỗ cho nghe. Bây giờ mình tiếp tục sắc hành nha cả nhà. Mình làm sẵn những cái cơ bản thôi đi, mình làm món ăn rất là mau cả nhà. Những khúc dài mình sẽ cắt làm hai nha cả nhà. Đó, để xào chung với khổ qua. Mình chỉ xào lá với xào lá thôi. Rồi, mọi thứ cơ bản của mình cũng đã làm xong cả nhà. Ủa, hành cũng đã sắt xong rồi. Giờ mình chỉ bắt cái chảo lên thôi. Mình sẽ xào vịt. Sẽ xào khổ qua trước nha. Mình cũng đã cho mỡ vô nha cả nhà. Rồi sôi là mình sẽ đổ hành giùm Thi nha. Rồi mỡ đã sôi mình cho hành tím nha cả nhà, với mớ hành nha. Sẽ phi cho nó vàng, phi cho nó vàng cả nhà. Bây giờ hành tím mình phi cũng đã muốn vàng cả nhà. Đó, nó cũng thơm lắm, cho nó vàng thì mình sẽ đổ qua vô. Quá thơm cả nhà. Rồi mình sẽ đổ khổ qua vô nha cả nhà. Rồi cho nó thấm gia vị chút xíu, mình sẽ nêm nếm nó sao. Nghe mình xào mình thổi đổ nước như cái nhà, một lát có qua nó có chất ra nước nha. Ra nước là vừa đó. Không đổ nước chưa quá thì sẽ không ngon nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình nếm nếm nha cả nhà. Một muỗng canh cả nhà, hai muỗng canh đường nha. Hai muỗng canh đường. Canh cho nó hơi nửa muỗng bột ngọt nha cả nhà.
cho muỗng cà phê muối nữa nha. Đó, mình xào tới giờ nó cũng 95% cả nhà. Rồi mình sẽ xào cho đều gia vị nha nghe. Nó xào giờ cũng ra nước nghe cả nhà. Nào nó chín khoảng qua mình đổ vịt vô là cái cuối cùng nhất hả. Đây muốn ăn dân giả cho gia đình mình nha cả nhà. Gần Tết rồi. Bữa nay cũng 22 Tết nữa cả nhà. Ăn gì mình có dám được mình có dám cả nhà. Nên để dành tiền đón Tết nữa. Đây mình có thêm một đùi gà nữa cả nhà. Nam làm hai món nha. Nam mình sẽ là đùi gà mình kho gừng cho mấy đứa nhỏ ăn nha cả nhà. Với hộp vịt chiên khổ qua đó nha. Xào khổ qua nha. Đây giờ mình ăn hai món cả nhà. Rồi mình sẽ cho hộp vịt vô cả nhà. Một trứng. Hộp vịt giải đều cả nhà. Rồi 7 trứng nữa nha. Rồi mình sẽ đậu đảo nó đều lên chút xíu nha. Cho nó thấm đều với khổ qua mình nghe. Khoảng 10 phút nó chín rồi các bạn. Vài phút nữa. Giờ vịt mình cũng chín rồi nè, cho hành vô nghe. Rồi, hai món ăn cho gia đình cũng đã thành công rồi cả nhà. Gà xào gừng cũng đã hoàn thành nha. Hộp vịt. Hôm nay hộp vịt này xào khó qua cũng đã hoàn thành cả nhà. Cả nhà có thấy video cũng hay cho mình xin một like chia sẻ đăng ký kênh cả nhà, nhiều động lực làm video mới nha. Rồi mình xin kết thúc clip đây nha. Chúc cả nhà mới nhiều sức khỏe. Nhiều trong công việc. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.